Nhiều trẻ bị tay chân miệng chuyển độ nặng nguy hiểm. Đắk Lắk phòng chống dịch sốt xuất huyết gặp có do thiếu hóa chất. Quán cơm chay 2.000 đồng, mỗi ngày cung cấp hàng trăm suất cơm chay phục vụ người nghèo. Làm việc với người mẹ, vụ thi thể bé sơ sinh bị mất một chân nằm cạnh lô cao su. Câu chuyện độc đáo, thú vị với trải nghiệm hái mận, mộc châu tại vườn. Kính chào quý khán giả của Góc nhìn trưa nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ năm ngày 15 tháng 6 năm 2023. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Tu Phủ của chương trình Góc nhìn trưa nay. Chỉ cách Sài Gòn 2 giờ di chuyển, sắp xuất hiện Wellness Resort hàng đầu Việt Nam tại Hồ Tràm, nơi hệ thống tiện ích Wellness được nâng lên một tầm cao mới. Đón đầu xu hướng Wellness Investment, đầu tư 20% chỉ 600 triệu đến khi nhận nhà. Best Western Premier Tram Resort Hồ Tràm, về với ngôi nhà Wellness của riêng mình. Thưa quý vị, thời điểm từ tháng 4 đến nay, số ca bệnh tay chân miệng ở trẻ em tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ có xu hướng tăng mạnh. Nhiều ca nhập viện ở mức độ nặng phải hội chẩn với tuyến trên hoặc chuyển viện. Một số tỉnh đã ghi nhận sự xuất hiện của virus intervirus EV71 có khả năng gây bệnh tay chân miệng nặng và tử vong. Thống kê tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ, từ đầu năm đến nay có hơn 2.260 ca mắc tay chân miệng, đặc biệt trong tháng 5 bắt đầu tăng cao lên 409 ca, tăng 140% so với tháng trước đó. Đã có một trẻ bị nặng, độ 4 và tử vong. Tại các tỉnh như An Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Trà Vinh, số ca bệnh tay chân miệng ở trẻ em cũng đang gia tăng đáng báo động. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đồng Tháp, từ đầu năm đến nay ghi nhận 743 ca tay chân miệng, trong đó hơn 60% là trẻ em dưới 3 tuổi. Phân loại các ca bệnh nặng, có 244 ca mức độ 2, ca nặng 2B có 4 ca và 5 ca độ 3-4. Chăm sóc trẻ bị bệnh tay chân miệng tại nhà cần tuân theo những hướng dẫn của bác sĩ. Chú ý phòng lây lan bằng các biện pháp cách ly tại nhà ít nhất 10 ngày, tẩy trùng dụng cụ và đồ dùng riêng biệt cho trẻ để phòng bệnh lây lan. Đặc biệt nên bổ sung thực đơn ăn uống đa dạng cho trẻ, tăng cường vitamin từ các loại trái cây, nước ép trái cây. Chú ý dấu hiệu chuyển nặng để báo ngay cho nhân viên y tế. Thưa quý vị, Đắk Lắk đang bước vào mùa mưa, nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết là rất lớn. Mặc dù tỉnh này vẫn đang nỗ lực triển khai các biện pháp phòng chống dịch, nhưng ngành y tế địa phương đang gặp khó khăn vì thiếu hóa chất. Thời gian này, Đắk Lắk đang vào mùa mưa, khiến muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết có điều kiện sinh sôi phát triển. Vì vậy, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý ổ dịch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết. Trước cái mùa dịch bệnh xảy ra thì chúng tôi đã lên các cách kế hoạch cũng như là các phương án phòng chống khi dịch bệnh xảy ra, ổ dịch như thế nào, ca bệnh như thế nào, điều trị, tập huấn và phun thuốc cũng như là điều trị cho bệnh nhân và lấy các cái mẫu để gửi lên xét nghiệm chẩn đoán xác định các cái ca bệnh và báo bệnh thường xuyên. Hiện nay bệnh sốt xuất huyết chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Vì vậy, bên cạnh ý thức giữ gìn vệ sinh của người dân, thì công tác ngăn ngừa phun hóa chất diệt muỗi và bọ gậy của ngành y tế luôn phải đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, công tác phòng chống dịch tại Đắk Lắk đang gặp khó vì thiếu hóa chất. Mọi năm thì chúng tôi phun chủ động những vùng trọng điểm, nhưng năm nay thì chưa phun thì không thể phun được. Mặc dù như địa bàn chúng tôi mọi năm đều có phun, mấy người dân đi bộ buổi sáng người ta hỏi sao phun, kêu năm nay chưa được phun, rất khó khăn về vấn đề này. Nói chung là công tác đấu thầu trong thời gian tới là Quốc hội tất cả đang sửa đổi vấn đề này. Nếu là hy vọng rằng có một cái hướng mở cho ngành y tế thì ngành y tế sẽ khả quan hơn để công tác phòng chống dịch trong thời gian tới. Để giải quyết vấn đề trước mắt, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên đã cấp cho CDC tỉnh Đắk Lắk 1.000 lít hóa chất để xử lý các ổ dịch. Xin được chuyển sang thông tin khác. Với mong muốn hỗ trợ và chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, hơn 8 tháng qua, một nhóm thiện nguyện ở thành phố Sa Đéc đã cùng nhau thành lập quán cơm chay có tên là Hoàng Hỷ. Điểm đặc biệt ở quán cơm chay này là mỗi phần cơm giá chỉ 2.000 đồng. Từ lúc thành lập đến nay, quán cơm đã cung cấp hàng chục ngàn phần cơm hỗ trợ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Quán cơm nằm trên đường DT848 thuộc phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Hoạt động từ 9 giờ đến 11 giờ vào ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần do anh Tô Khánh Minh thành lập
cùng với nhóm thiện nguyện hơn 10 người đến phục vụ không công. Mỗi ngày quán cơm phục vụ 350 phần, riêng những ngày rằm ngày 30 hàng tháng thì số lượng tăng lên hơn 700 phần một ngày. Ngoài phục vụ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn thì hàng ngày quán cơm còn cung cấp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Sa Đéc. Mỗi hộp cơm được lấy giá tượng trưng 2.000 đồng, cuốn kinh phí để hoạt động của quán do Mạnh Thường Quân trong và ngoài địa phương đóng góp. Quán cũng nhận thêm sự đóng góp các nhu yếu phẩm từ Mạnh Thường Quân. Khi thiếu kinh phí, các thành viên tự bỏ thêm tiền túi để phục vụ bà con. Tiếp tục chương trình là những tin tức đáng chú ý. Công an tỉnh Điện Biên vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công chuyên án bắt một người mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ số lượng lớn ma túy. Cụ thể, tại bản Nà Lấu, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, lực lượng chức năng đã triệt phá thành công chuyên án 623D, bắt quả tang Vàng Asia, 33 tuổi, trú tại bản Keo Lôm 1, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, đang mua bán vận chuyển chất ma túy. Tang vật thu giữ là 12.000 viên ma túy tổng hợp. Asia khai nhận mua ma túy từ bên kia biên giới và đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị bắt. Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đã xác định được mẹ của thi thể bé trai bị mất một chân bên cạnh lô cao su, được người dân phát hiện vào chiều 13 tháng 6 tại xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh. Trước đó, người dân khi đi chăn bò ở lô cao su thuộc ấp 6 xã Lộc Hưng đã phát hiện một bé sơ sinh nằm cạnh đường bê tông. Tới gần kiểm tra thì phát hiện bé đã tử vong. Thi thể nạn nhân được xác định là bé trai, trên người cháu bé dính nhiều bùn đất, toàn bộ chân phải đã bị mất hết. Lực lượng công an đã truy xét nhanh. Qua đó xác định mẹ của thi thể bé trai là cô gái 17 tuổi, ngụ huyện Bù Gia Mập. Qua xác minh ban đầu, bé sinh vào sáng ngày 12 tháng 6 tại một bãi đất trống vắng vẻ. Sau sinh, do sức khỏe của sản phụ không ổn định nên đã được gia đình đưa đến điều trị tại bệnh viện. Về nguyên nhân tử vong cũng như việc bé trai bị mất chân phải đang được điều tra. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Đức, 42 tuổi, trú tại xã Thủy Bằng, thành phố Huế, là đối tượng cò mồi tranh giành du khách vào mua hàng dẫn đến gây thương tích. Trước đó, tại vỉa hè đối diện số nhà 11, đường Lê Huân, phường Thuận Hòa, thành phố Huế, Đức cho rằng anh Nguyễn Hữu Sơn, trú tại phường Vĩ Dạ, thành phố Huế, đang tranh giành khách mua mè sửng của mình nên đánh anh Sơn gây thương tích. Sau một thời gian củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, lực lượng chức năng tiến hành các thủ tục và bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Đức. Hành vi của Đức không những ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Huế, cần phải lên án và xử lý nghiêm nhằm đảm bảo tốt an ninh trật tự và góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về du lịch Huế. Thưa quý vị, những vườn mận sum suê xanh mát tại thung lũng mận Nà Ca, huyện Mộc Châu, Sơn La đang bước vào mùa thu hoạch. Hãy cùng Góc Nhìn Trưa Nay ghé thăm vườn mận và tận tay hái những quả ngọt mát lành này quý vị nhé. Thung lũng mận Nà Ca được mệnh danh là thiên đường mận Tây Bắc. Tại đây, cả thung lũng rộng hơn 100 hectare được phủ kín bởi giống mận hậu đặc trưng của địa phương. Nhiều gốc mận có tuổi đời hàng chục năm tuổi. Tháng 6, mận bắt đầu chín cũng là lúc du khách ở khắp mọi nơi cùng về đây để trải nghiệm hoạt động hái mận tại vườn và check-in trong không gian thơ mộng tại đây. Trong vườn mận của mình thì rất là rộng, mình có tận 2 vườn ở gần ngay trung tâm ở đây luôn. Mà có khách muốn vào cái vườn nào check-in thì mình sẽ đưa vào cái vườn cây cổ thụ để check-in. Có khách nào muốn ăn quả thì mình sẽ đưa vào cây thất để người ta dễ hái quả hơn. Tùy theo vườn và cái độ ẩn của đất ấy, thì có gốc thì nó sẽ rơi tầm vào 30 năm. Có cây thì rơi vào tầm 27, 26 năm. Vì năm nay là nó nắng quá xong rồi nó nhuộn. Có kiểu như là mận không được to như năm vừa rồi. Nhưng mà mưa điều điều thì mận nó sẽ to hơn và nhiều phấn và nó quả nó sẽ có rất là nhiều quả ngố trên cây thôi. Trong không gian xanh mát tại vườn mận, du khách vừa được tận hưởng bầu không khí trong lành, vừa thoải mái thời gian chọn lựa những quả mận chín ngon nhất. Mình đi đến đây thì cũng mất 6 tiếng đồng hồ từ nhà đi. Đến đây thì cũng khá là mệt đấy. Mình thì đau đầu này, cũng trời thì thời tiết thì cũng nóng ấy. Nhưng mà đến đây thì cái không khí ở đây thì rất là mát mẻ. Thiên nhiên thì rất là trong xanh nên là cũng thấy thoải mái hơn.
Khi mà vào vườn thì chi phí vào vườn cũng 20.000 thôi. Mình sẽ được tự do chụp ảnh check in này, với cái không gian rất là đẹp như thế này. Với cái chi phí như thế thì mình thấy rất là hợp lý. Rất là hợp lý và ăn mận thì thoải mái, mận rất là ngon và giòn. So với mận ăn ở Hà Nội thì mình thấy tức là cái cảm giác nó thú vị hơn nên là ngon hơn đấy. Lần đầu tiên đến với thung lũng mận Nà Ca, chị Thu Trang đến từ Hà Nội không khỏi ngỡ ngàng trước khung cảnh hùng vĩ nhưng cũng rất trữ tình tại đây. Đặc biệt, trải nghiệm ăn mận tại vườn đã giúp chị và những người bạn của mình có một chuyến đi thú vị. Thực sự đây là một cái trải nghiệm mà mình nghĩ là không phải chỉ cá nhân mình mà tất cả các du khách cũng sẽ rất là yêu thích. Bởi vì nghe đến mận hậu thì rất là nhiều rồi, nhưng mà được trực tiếp mà hái từng quả mận ở trên cây xong rồi mình ăn trực tiếp tại vườn, nó một cái cảm giác nó rất là khác so với khi mình mua ở chợ về để ăn. Đấy, thì mình thấy đây là một trải nghiệm rất là đáng để cho mọi người thử khi mà tới với Sơn La hoặc là và tới với Mộc Châu. Đi du lịch thì mọi người sẽ có những cái lựa chọn riêng, nhưng mà khi mà vào một cái khu vực như những cái bạn trẻ mà thích được chụp ảnh thì có thể là chọn những cái trang phục thật là nổi bật, màu sắc ví dụ như màu vàng, màu đỏ, như mình đây là màu mận chín, cũng cố gắng là để fit theo cái concept. Đấy, thì mình thấy chụp ảnh nó lên hình rất là đẹp. Thế còn giày dép thì nên đi những cái loại đế mềm và giày thể thao thì sẽ phù hợp nhất. Năm nay hoa mận nở muộn nên mùa mận chín sẽ kéo dài đến hết tháng 7. Du khách có thể lựa chọn thời gian thích hợp để đến với Mộc Châu trong mùa hè này. Ngoài trải nghiệm hái mận tại vườn, bạn sẽ được thưởng thức nhiều món ngon được làm từ quả mận như ô mai, mận sấy dẻo, trà mận, mận xào thịt bò, v.v. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào lúc 11:30 mỗi ngày trên các hạ tầng của báo Tuổi Trẻ. Mọi đóng góp cũng như những thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thoisutvoa@tuoitre.com.vn. Chương trình do truyền hình báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Cham Group. Còn bây giờ Tuân Vũ xin kính chào và hẹn gặp lại.